Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin gửi lời chào đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần và Nhung có cơ hội về quê để ngắm những cái bông hoa cúc cổ Sơn La là đầu tiên. Quá mê mẩn với cái vẻ đẹp của cúc cổ Sơn La thì lại quay lại cho các anh các chị cùng toàn thể các bạn chiêm ngưỡng nhé. Hiện tại thì bây giờ thì chỉ còn cái hàng ở trong bầu đen như thế này thôi, còn những cái cây to thì mọi người đã đặt hàng và chỉ đợi ngày lấy thôi ạ do mọi người đi làm ấy không có thời gian chăm cây thì sợ là đến tết nó sẽ không đẹp nên là có gửi để vườn chăm lại và sát đến ngày tết hơn thì sẽ lấy về và sang chậu đẹp cho cây với những cây 25 tuổi ở vườn thì cái độ sum và cái độ lụ thì nó phải tính đến từ 300 đến 500 uh, lụ hoa nhé Đây là cái gốc của cái cây 25 tuổi đấy các anh các chị ạ Đây thì cây em để hơi xít nhau nên là nó sẽ không uh, tách được cái tán Nhìn mọi người sẽ nhìn không rõ Nhưng mà ở ngoài thì nó rất là to nhé Nó cảm tưởng to bằng uh, gần cái mâm ấy Đây là những cái cây bụi uh, 15 tuổi Còn có những cái cây thân chi nhé Cây thân chia hơn năm tuổi thì nó sẽ như thế này. Đây là những cái cây mà thoát thân tầm 60 xăng và có hoa rất là đẹp, rực rỡ, dạng chi nhé. Mọi người đừng lo là cúc cổ sơn la lở như thế này thì Tết có còn chơi được không nhá Cúc cổ sơn la rất là bền. Nó chơi từ tháng 11 đến hết tháng 3 tháng 4 nhé. nó bền Uh, ít nhất ở miền Bắc thì mùa lạnh thì nó cũng phải bền đến 3 4 tháng. Đấy là Nhung đang nói về cái độ liên tiếp của hoa khi lở thôi. Còn muối uh, mỗi bông lở thì chắc là được tầm 2 tháng thì đấy là cái một cái độ bền vô cùng là xuất sắc của một cái loại cúc cổ như thế này. Mọi người ngắm điện Rất là đẹp nhá. Và cái giống cúc cổ Sơn La này thì một điều rất là đặc biệt là khi miền bắc trở lạnh đậm thì cái độ đỏ đô nó sẽ sậm hơn nhé và vào miền nam thì cái màu của nó đỏ lại rất là tươi vô cùng tuyệt vời là một cái giống cúc cổ đó lại có thể là hợp được cái thời tiết khí hậu cả nước của chúng ta nhé nhà nhung thì thực ra là không có cái uh, những cái cây thật là to để cho các anh các chị ngắm nhưng mà uh, Nhà Nhung thì có những cái cây đã được 25 tuổi và rất là đẹp rồi. Trăm cây cúc cổ sơn la cũng rất là dễ và nhân giống cũng rất là dễ dàng các anh các chị nhé. Cái cúc cổ sơn la thì khi cây trưởng thành sẽ cho những cái cây con ở phía dưới thì mọi người có thể là đánh ra. Còn như đối với bên bà ngoại nhà Nhung thì thường cắt ngọn để dâm để tạo những cái cây con mới. Và khi uh, sau chơi hoa, khi hoa tàn thì chúng ta sẽ uh, cắt và để lại tán cây nhé. Không giống như cúc khác là chúng ta cắt bỏ đi để gây lại cái đợt uh, cây mới. Thì cái giống cúc cổ sơn na này để lại tán cây để cho cái uh, uh, da mầm đợt tạo một cái đợt uh, mầm mới và cái cây sẽ sum xuê đẹp hơn. Với cúc cổ sơn na thì càng cây càng... Uh, có tuổi thì cái độ dày bông và độ sai hoa và nhất là đặc biệt ở cánh hoa nó sẽ dày hơn, hoa to hơn, màu thấm hơn. Cái nhánh hoa của những cái cây có tuổi nó sẽ rất là rất là sai, rất là sai nhưng với những cái cây 25 tuổi như này thôi thì cái độ mật độ cái hoa và cái cánh hoa và cái tỷ lệ hoa trên cành rất là nhiều. Vừa rồi thì em Nhung vừa giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn à, về cái, cái giống hoa cúc cổ Sơn La mà dạo này mọi người đang tìm kiếm cũng như là săn đón rất là nhiều. Các anh các chị cùng toàn thể các bạn có thấy video của Nhung à, chia sẻ về cúc cổ Sơn La có hữu ích không ạ? Nếu mà ai cảm thấy hay có ích cho mình thì hãy nhớ nhấn like cho Nhung nhé để Nhung làm động lực làm những cái video tiếp theo và Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhung. À, mọi thắc mắc thì các anh các chị có thể vui lòng liên hệ về số điện thoại 0915 882 513 hoặc số 0916 262 269. Cả hai số đều có kèm Zalo. Bây giờ thì Nhung xin phép tạm dừng video ngắn tại đây. À, chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau nhé.